Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Đầu tư Thịnh Vượng. Chủ đề của video ngày hôm nay của chúng ta đó là cổ phiếu có mẫu hình như cổ phiếu GVR. Thì GVR có lẽ là cổ phiếu mà đem lại lợi nhuận cao nhất cho nhà đầu tư trong vòng 2 tuần trở lại đây, khi mà cổ phiếu đã có cái mức tăng rất tốt từ nền giá thì cổ phiếu đã tăng được khoảng tầm là gần 39 đến 40% rồi. Thì GVR như mình có chia sẻ thì đây là cổ phiếu mà hội tụ được cả yếu tố về vĩ mô ngành nghề và về đồ thị kỹ thuật nên cổ phiếu mới có sự bứt phá như vậy. Thì trước khi bước vào cái sóng tăng mạnh như thế này thì cổ phiếu GVR đã hoàn thiện được cái mẫu hình siêu kinh điển, đó là mẫu hình cốc tay cầm. Thì anh chị và các bạn có thể thấy được đây là cái mẫu hình cốc tay cầm, phần cốc của cổ phiếu và đây là cái phần tay cầm của cổ phiếu. Thì đối với một cổ phiếu hình thành cái mẫu hình cốc tay cầm thì thời gian hình thành sẽ diễn ra từ 5 cho đến 6 tháng, và cái quá trình mà hình thành cái mẫu hình cốc tay cầm càng lâu thì cái độ bứt phá của cổ phiếu thì càng tăng mạnh mẽ. Hơn nữa, đó là cái mẫu hình cốc tay cầm là một trong mẫu hình nằm trong top 6 mẫu hình siêu cổ phiếu có xác suất thành công cao nhất. Thì đối với mẫu hình cốc tay cầm thì cái tỷ lệ thành công hay là cái tỷ lệ đạt được cái mức giá mục tiêu nó là khoảng tầm 62%, trong đó cái tỷ lệ thất bại hay là cái tỷ lệ anh chị phải cắt lỗ hay là hòa vốn thì chỉ khoảng tầm là hơn 5% thôi. Từ đó thì mọi người có thể thấy được cái tỷ lệ thành công khi mà anh chị đầu tư những cổ phiếu có mẫu hình cốc tay cầm là rất lớn và có thể đem lại cho anh chị cái lợi nhuận cực kỳ cao đối với cái cổ phiếu có mẫu hình cốc tay cầm như thế này. Thì đối với cổ phiếu GVR thì trong mình đã chia sẻ rất nhiều trên kênh của mình, ví dụ như trong cái video về bất động sản khu công nghiệp có đến thời hay không thì mình cũng có chia sẻ cả về bất động sản khu công nghiệp và GVR, khẳng định là nhóm này sẽ vào sóng, hay là top 1 cổ phiếu trong quá trình chạy đà thì mình cũng có khuyến nghị cả IDC, GVR. Thì những cổ phiếu này đều có mức tăng tốt, hay bất động sản khu công nghiệp sẽ tăng đến khi nào là những cái video mình liên tục chia sẻ về bất động sản khu công nghiệp. Anh chị nào theo dõi kênh hay là theo dõi mình lâu thì chắc chắn là cũng có được những cái điểm mua tốt đối với cổ phiếu GVR rồi. Thì đối với cổ phiếu GVR trong nhóm khách hàng của mình ấy, thì mình đã báo anh chị và các bạn tham gia quanh cái vùng giá khoảng tầm là 21 cho đến 21.6, tức là khi mà cổ phiếu bắt đầu chớm tăng thì nhanh như thế này thì mình đã bắt đầu anh chị và các bạn mua ở cái phiên 29 tháng 1 rồi. Và sau khi mua thì cái mức lợi nhuận đem lại cho anh chị và các bạn trong nhóm khách hàng ấy là khoảng tầm là hơn 20%. Thì trong phiên giao dịch ngày hôm nay thì khi mà cổ phiếu tăng trần ấy thì nhiều anh chị cũng hỏi mình đó là cổ phiếu GVR thì có nên chốt lãi hay là không, và bởi vì là cổ phiếu này từ cái điểm mua ấy là đã có khoảng tầm là hơn lợi nhuận hơn 20% rồi. Đây, GVR và MBS đã chốt chưa AD. Thì có cái anh này trong nhóm khách hàng của mình ấy thì cái điểm mua cổ phiếu GVR là khoảng vùng giá 21.7 và cái mức lợi nhuận đem đến cho anh ấy là khoảng tầm là hơn 20% rồi. Đối với những cổ phiếu mà vào sóng như thế này thì mình vẫn tư vấn là vẫn nắm giữ, khi nào có dấu hiệu tạo đỉnh thì mới nên bán, bởi vì một cổ phiếu đã tạo được cái mẫu hình cốc tay cầm diễn ra trong 5 tháng rồi thì cổ phiếu sẽ không chỉ tăng 15-20% rồi dừng đó. Nên chị đã mua được những cổ phiếu khỏe, có cái vị thế tốt thì anh chị sẽ kiên nhẫn nắm giữ đối với cái cổ phiếu như thế này. Thì GVR mình đã chia sẻ nhiều rồi, điểm mua cũng như là cái vị thế gia tăng thì mình có chia sẻ rồi. Thì trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ đến cho anh chị một cổ phiếu có cái mẫu hình rất giống GVR, anh chị có thể tham khảo trong cái thời gian sắp tới. Thì đối với cái cổ phiếu mà mình chuẩn bị chia sẻ đây thì anh chị có thể chú ý đó là cổ phiếu DBC, là cổ phiếu Dabaco, cả chuyên về thịt heo và thức ăn chăn nuôi. Thì đối với cổ phiếu DBC thì cái mẫu hình mà cổ phiếu giống GVR đó là cái mẫu hình cốc tay cầm, cũng có cái quá trình hình thành mẫu hình diễn ra trong vòng từ 5 tháng cho đến nửa năm. Ngoài cái yếu tố là cốc tay cầm của cổ phiếu giống nhau thì cái điểm giống nhau thứ hai giữa hai cổ phiếu này đó là cái dòng tiền vào tham gia rất mạnh mẽ. Anh chị thấy được đó là những cái phiên mà dòng tiền, đây, những cái phiên dòng tiền vào thì cái thanh khoản cao gấp 2, thậm chí là gấp 3 lần so với trung bình 20 phiên, là cái dòng tiền là cái yếu tố quyết định cổ phiếu có tăng mạnh hay không. Khi dòng tiền càng mạnh thì cái nhịp tăng sau đó của cổ phiếu càng lâu. Thì đối với cổ phiếu GVR thì cái phần tay cầm thì diễn ra ngắn hơn so với cổ phiếu DBC. DBC thì cái phần tay cầm này diễn ra mạnh hơn nên mình đánh giá là có thể là cái thời gian tích lũy của DBC nó cao hơn, thì cái nhịp tăng sau của DBC ít nhất cũng có thể bằng GVR hoặc là thậm chí là có thể cao hơn so với GVR nữa. Thì hôm nay cái phiên giao dịch của DBC mình thấy rất là giống so với cái phiên giao dịch khoảng tầm ngày 23 tháng 1 của cổ phiếu GVR, tức là khi mà cổ phiếu đã vượt được cái mẫu hình gọi là vượt được cái phần tay cầm rồi, vượt được cái kháng cự rồi thì cổ phiếu đi ngang tích lũy hai phiên xử lý cản, và khi cổ phiếu xử lý cản xong thì cổ phiếu tăng tiếp. Thì hôm nay DBC cũng đã xử lý cản thành công và có cái phiên test cung này. Đây, chị và bạn thấy được cái phiên test cung của cổ phiếu DBC rất là giống. Đấy, vượt được cái phần tay cầm rồi thì cổ phiếu tích lũy 2-3 phiên rồi cổ phiếu bước vào một cái nhịp tăng mới. Thì đối với cổ phiếu DBC thì trong nhóm khách hàng của mình thì mình cũng đã báo anh chị và các bạn trong nhóm khách hàng của mình tham gia khi mà cổ phiếu có dấu hiệu bùng nổ. Đây, DBC là vượt kháng cự,
và có khả năng vào sóng 2. Đó, có khả năng vào sóng 2 thì anh chị và các bạn chia ra mua quanh vùng giá 27.6 đến 27.8. Target của cổ phiếu này là quanh vùng giá khoảng tầm là 32. Thì đối với những cổ phiếu mà có điểm mua và xuất hiện điểm mua, có dòng tiền vào là mình bảo anh chị và bạn tham gia mua luôn. Thì đối với những anh chị trong nhóm khách hàng của mình đã mua rồi thì mọi người sẽ chờ đến mua gia tăng. Còn anh chị nào mà chưa mua, có nghĩa là mới theo dõi mình chưa mua được đối với cổ phiếu DBC này, thì anh chị và bạn sẽ lưu ý điểm mua khi mà cổ phiếu về cái hỗ trợ hoặc tầm vùng giá 27.5 cho đến 28.5 thì anh chị chia ra mua, tức là cổ phiếu chỉ cần tích lũy von thấp trên cái vùng tay cầm này, trên cái vùng đỉnh cũ này là anh chị có thể mua được đối với cổ phiếu DBC rồi. Còn anh chị nào muốn đồng hành cùng với mình trong nhóm khách hàng để mình chia sẻ những cổ phiếu tốt có điểm mua thì anh chị có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình nhé. Ngoài cái mẫu hình cốc tay cầm rất là đẹp thì cách đánh của cổ phiếu DBC và cổ phiếu GVR cũng rất giống nhau, tức là trong cái nhịp tăng này ấy, là cổ phiếu tăng xong mà tích lũy, đây tạo rất giống nhau này, tăng xong thì bắt đầu tái tích lũy, tăng xong là tái tích lũy, là đây đó, tạo được cái gọi là cái vùng nền giá nền trên cao hơn so với nền dưới. Thì đối với những cổ phiếu mà tạo được cái mẫu hình như thế này thì sẽ là cơ hội cho anh chị và các bạn tham gia khi mà chưa mua được cái điểm mua chuẩn. Và cổ phiếu DBC không những là cổ phiếu mà có cái mẫu hình cốc tay cầm giống như cổ phiếu GVR, mà một cái điểm mà anh chị nên chú ý nữa đối với cổ phiếu DBC đó là cổ phiếu có sự kết hợp giữa cả yếu tố cơ bản và cả cái yếu tố đầu cơ. Bởi vì cổ phiếu DBC là cổ phiếu mà cực kỳ hút tiền và cực kỳ sôi động trong các con sóng. Cái phiên mà cổ phiếu bùng nổ thanh khoản ấy là cái giao dịch, giá trị giao dịch của cổ phiếu là khoảng tầm 22 triệu cổ phiếu, là cái dòng tiền tham gia vào cổ phiếu rất là lớn, thu hút được cả những dòng tiền đầu cơ và những dòng tiền đầu tư, bởi vì cái tính chất cũng như là cái độ nhạy sóng của cổ phiếu rất là tốt. Và cổ phiếu khi mà đã vào sóng thì cái mức tăng rất bền bỉ, đây tăng thẳng đứng này, đó cái nhịp tăng thẳng đứng của cổ phiếu DBC, tức là cổ phiếu tăng thẳng đứng thì sẽ tạo cho anh chị cái khoản lợi nhuận rất lớn trong thời gian ngắn. Thế nên cái thanh khoản của cổ phiếu cực dồi dào và cực phù hợp cho cả những nhà đầu tư tổ chức và những nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nên đây là một cổ phiếu mà mình đánh giá là anh chị không nên bỏ qua trong cái thời gian sắp tới. Và cái yếu tố thứ hai mà mình thấy được là DBC có khả năng tăng giá trong cái năm 2024 đến từ cái cơ bản của doanh nghiệp. Đây là cái thống kê về sự tương quan giữa doanh thu của DBC và giá heo hơi. Như anh chị và bạn có thể thấy được, đó là cái doanh thu của DBC đang có sự tỷ lệ thuận với giá heo hơi, tức là giá heo hơi chỉ cần nhích tăng nhẹ thì cái gọi là doanh thu của cổ phiếu DBC thì cũng tăng theo, và giá heo hơi thì giảm thì cái lợi nhuận cũng như cái doanh thu của DBC thì cũng bị ảnh hưởng. Đây là thống kê giá heo hơi cho đến tháng 2 năm 2024, thì hiện tại giá heo hơi đã hồi phục từ mức đáy và đang dao động quanh mức giá khoảng tầm là 55.000 trên 1 kg, và dự kiến trong năm 2024 thì giá heo hơi cũng sẽ hồi phục nhờ cái nhu cầu hồi phục trong 2023 so với 2024 so với 2023. Hơn nữa, mình đánh giá một cái yếu tố mà giúp cái doanh nghiệp chăn nuôi có thể cải thiện được biên lợi nhuận đến từ cái giá thức ăn chăn nuôi. Đây là cái giá thức ăn chăn nuôi sau khi mà tạo đỉnh vào tháng 1 năm 2022 thì đến hiện tại là giá heo hơi đã giảm rất sâu từ vùng đỉnh rồi, và cái yếu tố mà giúp cho cái giá thức ăn chăn nuôi giảm như thế này đến từ cái việc đó là những quốc gia ví dụ như Brazil hay là một số quốc gia Nam Mỹ chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi như là ngô hay đậu nành ấy thì hiện tại đang có cái mức nguồn cung rất là lớn, bởi vì thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho cái sản lượng ngô cũng như là cái sản lượng đậu nành trên toàn thế giới tăng cao, và khi cái nguồn cung tăng cao và dồi dào thì sẽ giúp cho cái giá thức ăn chăn nuôi neo ở cái mức thấp. Và khi mà cái giá thức ăn chăn nuôi neo ở mức thấp thì sẽ là cái yếu tố tích cực giúp cho DBC cũng như các doanh nghiệp chăn nuôi giải tỏa được áp lực cả về chi phí vốn và biên lợi nhuận. Nên là cái yếu tố về cơ bản của DBC cũng rất là tốt. Ngoài kỹ thuật cổ phiếu đẹp ra thì cái cơ bản của cổ phiếu cũng có yếu tố kỳ vọng, nên là anh chị có thể kỳ vọng được đối với cổ phiếu DBC này. Thì đây là cái chia sẻ của mình về DBC cũng như là GVR. Anh chị cảm thấy video hay và hữu ích thì hãy ủng hộ mình một like video và một subscribe kênh nhé. Anh chị nào chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ mình một subscribe kênh nhé. Còn anh chị nào muốn đồng hành với mình trong nhóm khách hàng để mình hỗ trợ thêm về điểm mua và điểm bán thì mọi người có thể liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại mình để trên màn hình. Điều kiện chỉ cần anh chị có tài khoản VPS và gắn ID của mình là được, mình không thu thêm bất cứ phí gì. Còn anh chị nào muốn làm việc thêm trong lĩnh vực chứng khoán để cải thiện kỹ năng đầu tư cũng như là kiến thức kinh nghiệm thì có thể liên hệ với mình qua Zalo để làm việc trong lĩnh vực chứng khoán nhé, và làm cộng tác viên bên VPS. Cuối cùng thì cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video, và chúc anh chị và các bạn đầu tư thật hiệu quả.